mấy đời chủ đất mà thương ta đi. Mày còn làm chi nữa cho mệt? Tao nghe người ta nói á, ông phú hộ kẹt cả cô sinh cái ốc thừa con ông hội đồng rồi. Nếu cô sinh thương mày thì mày rủ cổ trốn đi. Hai năm qua con làm việc khá lắm, ta rất ưng ý. Giờ thì đã đến lúc phải gả chồng cho con sinh rồi. Ta vẫn giữ lời hứa đối với con, nhưng mà phải theo đúng tục lệ. Con cần có sính lễ để hỏi cưới. Đừng lo, ta không đòi hỏi tiền bạc ruộng vườn gì đâu. Điều đó quá sức đối với con. Hôm nay ta cho con nghỉ lên rừng chọn cây tre nào có 100 đốt chặt mang về đây. Đó là sính lễ, nếu có ta sẽ làm lễ cưới ngay. Nếu không có thì ta buộc lòng phải gả con sinh cho người khác. Cố gắng lên con, vợ chồng ta sẽ đợi con đến hết ngày hôm nay. Con thông cảm, vợ chồng ta đã đi coi thầy. Năm nay, tháng này, ngày này không gả được con sinh